Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi làm tiếp theo quyển thứ 5 trong Tây Dương Gia Tô Bí Lục. Nhờ viện quân Lâm Bô, Giê-xu hóa phép sinh yêu, trúng mưu kế nữ thần, quân Giê-xu đành thu trận. Chim bồ câu đã bay đi rồi, các môn đồ của Giê-xu bèn chia nhau đi truyền đạo các nơi trong nước Giu-đê, tới cả những nơi Giê-xu đã từng đến để thuyết dụ lại. Chỉ có Giu-xê cùng vợ là Maria ở lại nhà. Giê-xu thường dẫn đoàn quỷ quân Lâm Bô hiện lên giữa không trung, đi lại qua các làng lúc trước đã đến giảng đạo để khuyến cho dân các làng ấy thêm tin. Giê-xu cũng dẫn quỷ quân hiện đến cả những làng chưa có người tin theo đạo mình. Vì vậy đâu đâu dân chúng cũng xôn xao kinh sợ, những kẻ ngu nhát hễ trông thấy đã vội vàng vái lại từ xa. Trong tháng ấy, trên bầu trời nước Giu-đê, sao Chổi đi vào vị trí sao phòng 3 tháng mới mất. Qua chim tinh tàu với vua Herote Antipa rằng hiện nay đồ đảng yêu tặc lại dấy lên, chỉ 5 tháng nữa thì yêu binh sẽ kéo đến vây bức kinh đô. Vua Antipa bèn hạ chiếu hễ bắt được các môn đồ tả đạo chuyên đi mê hoặc dân chúng, làm rối loạn phong tục thì cho chém ngay không tha. Bây giờ nước Giu-đê gặp nạn mất mùa, đói kém, các môn đồ của Giê-xu đi đến đâu cũng dọa chắc chắn rằng Chúa Trời Giáng sinh làm người bị giặc giết hại, cho nên mới xảy ra tai biến sao Chổi và nạn đói. Đó là do Chúa Trời trừng phạt ngày tận thế chỉ trong vòng 30 năm nữa mà thôi. Các người cần phải cùng nhau chung dốc một lòng, những kẻ ngu khờ nghe nói điều lấy làm sợ, càng bền lòng tín đạo hơn. Các viên quản giáp và thầy cả thông giáo thuộc năm huyện ngay tín đồ đảng tả đạo lại dấy lên, bèn trình lên quan tổng trấn Philato. Tổng trấn chuyển tâu lên triều đình. Bây giờ vua Herote Antipa đã già, truyền ngôi lại cho con là Herote Agrippa. Vua Agrippa hạ chiếu truyền cho dân chúng các nơi ai có công bắt diệt yêu đạo, sau khi chết sẽ được phong lập thần. Kẻ nào chứa chấp che giấu thì phải tội tử hình. Vì vậy dân chúng không dám che giấu, bắt được 6 người giải về kinh. Vua Herote Agrippa phán rằng gã con thợ mộc tím xưng là con Chúa Trời, triều đình đã bắt xử tử, con thì tha thứ hết cho bọn các ngươi. Thế mà nay các ngươi dám lôi kéo dân chúng của ta hồ theo đạo của nó, thật là coi thường phép nước. Bọn 6 môn đồ bị bắt đều vái lại xin được tâu bày. Đoạn dân thư mật để nhà vua ngự lãm. Bọn họ nói nếu nhà vua thi hành các phép kín đã tâu thư thì cơ đồ bền vững muôn vạn năm, bờ cõi được mở rộng lớn. Vua Agrippa cho hội họp triều thần để cùng nghe đọc và nghĩ bàn về bức mật thư ấy. Đình thần là bọn Santini tâu rằng hưng phế là số lớn của trời đất, xưa nay đều thế cả, bệ hạ hà tất phải bận tâm lo nghĩ chuyện trăm năm năm 500 năm sau làm gì. Nếu theo giáo thuyết của bọn Kitô rồi ra không chừng chẳng còn đất mà tán mộ tổ. Bọn 6 môn đồ thư rằng ý kiến của thầy Giê-xu chúng tôi là tuy nói cấm thờ cúng tổ tiên nhưng chỉ ngăn cấm dân chúng mà thôi. Còn đối với vua quan thì các đời đều có đền miếu thờ phụng. Vua Agrippa nghe xong mắng rằng vua mà bắt dân bỏ việc thờ cúng là kẻ bất nhân, còn nói gì đến việc gây dựng đất nước. Đã nghe lời thuyết giáo của hắn thì phải tôn hắn làm thầy. Thế là bọn các ngươi dạy ta lập kế ngu dân, nhưng kỳ thật muốn làm ta ngu trước hết. Tên yêu tà rậm râu thật quỷ việc thay, chết rồi mà cũng còn lắm bu mô xảo quyệt. Lúc bấy giờ có viên thống binh ở trấn Giu-đê tên là Đô Sa Nùng, nghe tin bắt được 6 tên yêu tặc cả mừng, vội vã về kinh dâng lời phản kháng xin nhà vua cho xử tử ngay. Nếu tha cho chúng thì thiên hạ sẽ nói ra sao? Đô Sa Nùng lại tâu mình biết phép kín yêu đạo kiên kỵ nhất, xin cho được bí mật tâu riêng với vua. Đô Sa Nùng
tâu xong được vô phép theo kế mà thi hành. Đô Sa Nùng sắp đặt được mưu kế cấm ngục tốt không cho người ngoài và những kẻ làm nghề thầy lang qua lại dò la, ai trái lệch bị tội chết. Sau đó đem quân bao vây các làng tả đạo, ra lệnh rằng: nay giết 6 tên giám mục tả đạo, phanh thịt cho chó ăn. Lệnh cho dân làng già trẻ trai gái mỗi người phải nộp 2 đồng tiền để mua chó. Truyền lệnh xong, sai lính mở một cửa cổng thả xuống, cho dân làng đi ném tiền vào sọt. Khi ném tiền, ai nấy đều phải nói to rằng: nộp tiền mua chó ăn thịt vít tồn vít vồ, kẻ nào không tuân lệnh thì bắt về kinh trị tội. Vít bồ là giám mục nha quý vị, nên nhớ là từ vít vồ này là từ giám mục. Khi mọi người đã ra hết rồi, hễ khám thấy kẻ nào còn trốn tránh thì chém đầu. Dân chúng cả sợ răm rắp tuân lệnh. Cứ thế Đô Sa Nùng đem quân đi vây các làng tả đạo, thu được hơn 300 quan tiền. Nguyên là phép cấm của Giê-xu rất nghiêm, những kẻ đã nộp tiền giết giám mục thì hồn ắt bị đày xuống địa ngục, không được Chúa Trời nhìn nhận. Vì thế họ không dám trở lại theo tả đạo nữa. Đô Sa Nùng bèn biết dân tả đạo sợ điều đó, nên mới dùng kế ấy để phá phép. Đô Sa Nùng trở về kinh, sai người đi mua 60 con chó, bảo rằng đó cũng là một kế đánh vào điều kiên kỵ của tả đạo. Hồi đó Đô Sa Nùng xin cho đắp một lũy nhỏ, lùa bọn 6 tên vào trong đó mà giết đi. Bọn 6 người nét mặt vẫn thản nhiên như không. Kẻ bị đắp bằng giáo, kẻ bị lột da, hoặc bị hành hình trên bàn trát, hoặc bị cưa người ra từng khúc. Đô Sa Nùng cho quân bí mật bao quây quanh 6 lớp, sai phanh thây 6 trộm hết rồi thả đàn chó vào ăn thịt. Bao nhiêu xương sẩu còn lại, Đô Sa Nùng sai lính băm vụng ra vứt xuống sông, không mấy may để lại vết tích. Thầy trò Giê-xu thường căn dặn dân đạo vết máu người tử vì đạo đưa về thờ. Nay bị hào lũy ngăn cách, có muốn lượm xác cũng không vào được, dẫu lặn xuống sông cũng không mà được. Quả nhiên dân tả đạo tìm đến, nhưng chỉ đành đứng nhìn mà khóc rồi về không. Còn 6 môn đồ của Giê-xu chưa bắt được, vua Hê-rô-tê Agrippa xuống chiếu truy lùng khắp nơi, kẻ nào che giấu thì trị tội cả vợ lẫn chồng. Vì vậy bọn 6 người sống sót đi đến đâu cũng không ai dám chứa. Lần ấy Phê-rô cải dạng lén đến gò núi có một tổ của vua Hê-rô-tê, lừa phỉnh dân chúng đào một cái giếng, ở chỗ đó có mạch đất rốn ròng. Việc chưa xong, Phê-rô tình cờ nghe người chủ nhà bảo rằng có chiếu truy lùng yêu tặc rất gấp, chẳng biết định bắt ai. Phê-rô thấp thỏm lo sợ, nhưng cúi đầu cười đáp: ai bắt được yêu tặc ắt được làm quan to. Hôm sau Phê-rô hỏi thăm dân tả đạo ở kinh về, họ nói không thu nhặt được di tích gì, chỉ ghi được ngày tháng bị hành hình mà thôi. Phê-rô bèn cải dạng làm ăn mày, bí mật đi tìm các môn hữu còn lại mà bảo rằng: phen này hết chỗ dung thân, chúng ta phải mau thu gói sách vở cùng với mấy chiếc đinh và mấy chiếc bủ gai là di vật của thầy, theo lời dặn mỗi người một ngã mà trốn sang nước Tây Dương. Mọi người đang ngồi bàn tính, bỗng thấy Giê-xu hiện ra bảo rằng: nước này dân chúng hung tợn cứng đầu, đạo ta không thi hành được, các ngươi hãy tạm lánh sang nước Italia chừng một năm để tìm cách báo thù cho ta, phải làm cho vua tôi nước ấy lập đền thờ ta cho kỳ được mới thôi, còn các việc khác về sau sẽ định. Xong đó môn đồ Giê-xu giả dạng ăn mày, ăn mặc như kẻ nông nô, chi đường mà đi. Cha Giê-xu là Giu-se tiếp được thư mật của Phê-rô, xiết đổi kinh sợ, vội đem vợ là Maria trốn sang nước Tây Dương. Vượt qua 3 tầng núi non trùng điệp, gian nan khúc khổ vô cùng, Maria cùng với chồng mình, chồng nhìn nhau khóc mà nói rằng: từ khi Thiên Chúa Giê-xu giáng sinh, chỉ thấy Chúa cho nhà ta bao nỗi đau buồn, bỗng thấy Giê-xu hiện lên an ủi rằng: ngày nay cực khổ một đời, nhưng sao sung sướng được như thờ cúng muôn đời. Mong đành lòng nén chịu, Giê-xu nói: triều đình đang truy lùng ráo riết, xin Đức Chúa con đừng hiện lên nữa, làm liên lụy đến hai người chúng tôi.
Giê-xu dẫn đường cho vợ chồng Giu-se qua núi rồi bất ngờ biến mất. Nói về Giê-xu không đạt được chí lớn cho cái chết của mình không phải do số mệnh định trước, nên vẫn ôm ấp hy vọng các môn đồ rồi ra sẽ thi hành được phép thuật của mình. Nay thấy 12 môn đồ bị giặc nước giết mất một nửa, Giê-xu hết sức căm giận, quyết khiến yêu binh một phen dấy lên rửa hận báo thù. Giê-xu bèn tụ họp quỷ quân Lâm-bô, sai cầm giáo gậy cho cưỡi mây ngũ sắc kéo tới bao tỏa kinh thành Jerusalem. Giê-xu tay cầm cờ đỏ, miệng quát thét, chỉ huy chúng quỷ khiêu khích quan quân xuất chiến. Ngày hôm sau, Giê-xu phóng hỏa đốt cháy nhà cửa của dân chúng kinh thành. Chữa được đám cháy phía đông thì ngọn lửa lại bùng lên phía tây. Dân chúng thật vô cùng cực khổ. Vua Herodê Agrippa truyền cho quan chiêm tinh là Caiita bóc quẻ bói, lời thể nói tên giặc này khi còn sống bị 660 quân lính khảo đá, vậy nay cũng xin dùng số 6 để mà chế ngự nó. Lại phải dùng quỷ đánh quỷ thì mới thắng, phải dùng lửa mà dập lửa thì mới phá được phép thuật của nó. Nạn giặc này xem ra cũng phải hơn một năm mới dập được. Bây giờ là có quan chiêm tinh tên là Ifenso tâu rằng gió thổi về hướng sau dốc rất độc, xin hoàng thượng lui về cung tạm lãnh. Bây giờ thái thượng hoàng Herote Antipa băng hà, dân chúng kinh thành có phần sao xuyến, quần thần tâu rằng hiện nay yêu tặc mới dấy lên hoành hành, xin hãy hoàng tạm. Vua chuẩn tấu. Rồi đó triều đình tuyển chọn các thầy phù thủy phép thuật cao cường, thống binh Đô San Nùng. Sau khi được vua Herote Agrippa ban chiếu cho phép tùy nghi hành động, bèn sai mổ bò làm lễ lớn, khao thưởng âm binh, hứa trọng thưởng cho kẻ nào bắt được Giê-xu. Các pháp sư bèn bệnh cỏ làm quân, chất cao như núi, tiếng kêu là ăn uống âm mộng. Một hồi trống lệnh vang lên, âm binh cầm cung kiếm chia đường tỏa đi chống giặc. Đi trước mỗi đạo âm binh đều có một lá cờ trứng đề chữ văn mệnh Chúa Trời chém đầu yêu tặc Giê-xu. Lại truyền cho dân chúng trong ngoài kinh thành vớt tre làm cung tên giả, hễ thấy quỷ quân của Giê-xu kéo đến lập tức reo hò bắn tên tới tấp. Lại có lệnh cấm không được bắn lầm vào dân, ai trái lệnh thì bị chém. Bài bố đâu đó xong xuôi, Đô San Nùng cũng phỏng theo phép của Giê-xu, đầu đội mũ triều thiên, mặc áo y ta liên đính cồm, ngoài khoác áo liên châu dài hạt, một tay cầm cây gậy bạc, một tay vẫy cờ lệnh. Quân tiền đạo trương lá cờ đỏ lớn giữa đề Đô San Nùng con thiên chúa văn mệnh diệt trừ Giê-xu giả danh con thiên chúa. 16 chiếc lọng vàng vẽ hình mây che rập toàn quân, 660 tay cung nỏ nô vệ hộ vệ Đô San Nùng đi ra cửa Nam Kinh thành. Đô San Nùng lên chòi cao trên cổng thành, cầm ống loa sắt cỡ to, thay ma tên giặc Giê-xu có giỏi hãy đến đây giao chiến. Vừa dứt lời, bỗng thấy Giê-xu đưa quân đến. Từ xe thấy cờ hiệp của Đô San Nùng, Giê-xu cả giận, từ trên mây sắc đêm mây quắt mắt nhìn xuống quát to rằng chính ta mới là thật là con Chúa Trời, ngươi sao dám tự xưng là con Thiên Chúa. Đô San Nùng cũng trừng mắt mắng rằng chính ta mới thật là con Chúa Trời, cớ sao ngươi dám mạo nhãn. Giê-xu quát đáp, nếu ngươi quả thật là con Chúa Trời thì hãy lên trên mây này cùng ta giao chiến. Đô San Nùng cũng quát lại, ngươi quả là con Chúa Trời thì hãy xuống đây giao chiến với ta. Thế là Giê-xu phất cờ đỏ lớn tiếng ra lệnh cho lính Lâm-bô xuống đánh. Đô San Nùng cũng vẫy cờ phép hô âm binh đánh. 10 pháp sư giống trống hô chiên rầm trời nhắm lên các đám mây ngũ sắc mà chỉ trỏ làm dấu bắt quyết. Bây giờ quân Lâm-bô của Giê-xu cưỡi diều giấy bay lượn khắp nơi, 6 phía kinh thành trống nổi vang dậy, dân chúng hò reo ầm ầm. Vua Agrippa nghe huyên náo bèn ra trước cửa lầu đứng xem. Các quan tùy tùng vội tâu quỷ quân bay lượn loạn xạ, xin thánh thượng lui vào trong cung. Vua Agrippa đành phải nghe lời.
Hai thiên chúa còn giao chiến mấy chục hiệp, không phân thắng bại, đều phải lui quân về. Đô Sa Nùng cho mổ trâu giết bò khao thưởng ông Minh. Ngày hôm sau, có đám mây đen từ hướng đông bay về phía kinh đô. Đô Sa Nùng lại trương cờ dàn quân như hôm trước. Ba hồi trống lệnh vừa dứt, 10 pháp sư cấp tốc cho ông Minh ra nghênh địch. Dân chúng kinh đô lại đổi trống reo hò vang trời, nhà nhà đều dương cung nhằm đám mây mà bắn loạn xạ. Lần này không thấy Giê-xu hiện ra, chỉ thấy một quạt mây đen rắc xuống một lớp mưa bụi chỉ trong chốc lát rồi tan. Quân dân, những ai bị mưa ướt phần lớn đều ốm nặng, sưng nhọn lên mà chết. Trong kinh, ngoài quận bị một nạn dịch lớn, dân chúng ai nấy đều kinh sợ. Khi thì thào bàn tán Giê-xu có phép thật linh thiêng, lại có kẻ vụng lén làm lễ cầu đảo. Nhà vua biết chuyện, sai treo một mà móc sắt và một thanh gươm ở mọi ngã đường, rồi tung quân cho thám do thám đi khắp nơi, hễ bắt được kẻ nào phao tin đồn nhảm thì cắt lưỡi, cầu đảo vụng trộm thì chém đầu. Từ đó dân chúng không dám ho hen bàn tán gì nữa. Lại sai pháp sư vẽ mặt nạ hình trẻ con giao cho ông Binh trước khi đi. Các nơi trừ tà đuổi quỷ có quy định ban thưởng nhiều ít khác nhau. Giê-xu từ khi gây ra nạn dịch, thấy dân chúng kinh dịch, kinh dị thì cho là nhà vua ắt cũng phải lo sợ. Tháng sau, Giê-xu lại cưỡi xe mây trương cờ, sai 6 tướng đốc xuất 6 đạo binh lâm bô từ phía bắc kéo đến. Quân của Đô Sa Nùng trèo lên mặt thành, nhận ra 6 viên tướng ấy đều là môn đồ của Giê-xu. Thế là quân lính dương cung tới tấp bắn lên. Quân của Giê-xu bối rối chuyển tánh, không dám xuống đất. Giê-xu lớn tiếng gọi rằng: Hỡi Herodotê, Agrippa, hãy mau mau dựng đền thờ phụng thầy trò ta. Đô Sa Nùng đáp: Mi là kẻ phạm tội, ta sẽ làm cái nhà xí quẳng mi vào. Giê-xu cả giận nói: Ngươi không thương tiếc nước của ngươi hay sao? Phen này ta phải giết hết dân chúng nước ngươi. Đô Sa Nùng đáp: Sống chết có mệnh, mi có giỏi cứ giết cả đi xem nào. Giê-xu càng tức giận nói rằng: Sớm muộn cả nhà ngươi cũng phải đày xuống địa ngục. Đô Sa Nùng đáp: Nếu có địa ngục, mi cứ chỉ cho ta xem, còn ta thì đã sẵn nhà ngục chờ mi từ lâu. Nay mi cứ đọ sức với ta, nếu ta chết có người khác kế tiếp để xem mi có tắc yêu tắc quái mãi được hay không. Giê-xu chỉ quát hùng một tiếng rồi bỏ đi. Đô Sa Nùng mà khua trống thúc giục dân chúng bắn theo Giê-xu. Lần ấy hai con chúa trời không sắp trận giao chiến. Các tướng tùy tùng hỏi nguyên do tại sao. Đô Sa Nùng đáp rằng: Câu nói cuối cùng ta tỏ cho hắn hiểu ta biết đến chuyện kín của hắn, cho nên hắn phải bỏ mà đi. Năm ấy nước Giu-đê bị nạn dịch rất nặng, nhà vua xuống chiếu khuyên dụ dân chúng trong kinh ngoài quận: Những nhà có người chết hãy tạm nén, không than khóc, không mặc đồ tang, hò la đã trống để xua đuổi ma quỷ. Thống binh Đô Sa Nùng tâu vua rằng: Lần này Giê-xu có thêm 6 tên môn đồ bị giết dạo trước, thế tất lại kéo đến tới đông hơn nữa. Xin hoàng thượng hãy xuống chiếu triệu các vị đại linh sơn thần đem thần binh đến trợ chiến. Sơn thần vui mừng được vội đổi ơn triều đình, ắt sẽ chém đầu yêu tặc đem dân. Còn 6 đạo quỷ binh của Giê-xu chúng ta sẽ chặn riêng từng ngã mà đánh đuổi, thì bọn chúng phải tan chạy. Lại như lời quẻ nói rằng: Dĩ hỏa xạ thủ, lấy lửa bắn lửa. Xem ra cũng có lý. Dạo trước tên Giê-xu kia đã phóng hỏa đốt nhà dân, nay ta cũng đốt mọi lửa đầu bằng mũi tên mà bắn xem yêu đạo đối phó ra sao. Vua Herodotê Agrippa bèn hạn chiếu triệu 20 vị sơn thần xưa nay linh hiển đem thần binh đến trợ chiến. Thằng nào đánh thắng quân giặc thì sẽ được gia cấp phong thưởng. Các thần văn mệnh gửi mây về hội đều được lệnh đóng quân ở ngoài thành. Đô Sa Nùng ra lệnh cho dân chúng lấy tro trộn mỡ đắp vào mũi tên, hễ thấy quân Lâm Bô kéo đến liền châm lửa mà bắn để trợ chiến với thần binh. Một tháng sau, quả nhiên Giê-xu lại dẫn quân Lâm Bô từ 8 hướng rầm rộ kéo đến bùa vây kinh thành. Đô Sa Nùng cắt cử nhiều quả quan đốc xuất
thần binh của các sơn thần và âm binh của các pháp sư ra trận. Một hồi trống lệnh vừa dứt, lửa cháy lóa trời như đèn đốt. Các sơn thần múa rìu vung búa từ bốn phía xông ra. Thần binh ném tên bay đầy trời như bướm. Dưới đất dân chúng bắn hương đen lên tới tóc. Các pháp sư cầm gậy phép chỉ trỏ điều khiển âm binh. Giê-xu cầm cờ quát thét quân Lâm-bô đánh tới, nhưng bọn chúng thấy nguy không dám xuống. Giê-xu cả giận quát dục sáu tướng môn đồ đốc quân vào đánh, lại tự mình dẫn một đội quân nhỏ xà xuống toan đoạt lấy cờ lệnh của Đô Sa Nùng, bị một bộ tướng của Đô Sa Nùng bắn rơi mũ Triệu Thiên. Quân Lâm-bô vội nhặt chân trả lại cho Giê-xu. Giê-xu vội làm dấu chữ thập để trấn áp. Đô Sa Nùng cũng làm dấu thánh giá để trấn áp Giê-xu. Các sơn thần giao chiến quyết liệt từ các phía, cờ lộng rợp trời như mây che, ngựa thần vung vút tung gió giữa không trung. Bỗng một đám mây mù bao tỏa dày đặc, trời đất tối đen như mực, chỉ có nghe tiếng hò reo quát thét. Rồi chiến trống nổi lên vang động kinh thành, đứng sát bên tai mà nói cũng không ai nghe. Trong khoảnh khắc mây mù tan hẳn, ngước lên thấy sắc văng khắp nơi. Giê-xu mắc lọt vào giữa lưới quân của Đô Sa Nùng, tưởng phen này sẽ tóm gọn cổ Giê-xu, bèn ù reo hò bắt. Bỗng sáu tướng môn đồ của Giê-xu bay tới cầm ống lửa mà thổi, lửa cháy hừng hực khắp trời nung chảy lưới sắt. Giê-xu trốn thoát, quân Đô Sa Nùng khắp mọi phía hò reo dục xuống chạy đến trợ chiến. Tiếng người tiếng trống dồn dập reo theo sau. Quân Lâm-bô của Giê-xu bị một phen đại bại. Bây giờ vua Hê-rô-tê Agrippa mới lên ngôi chưa được bao lâu, gặp lúc trong nước bị trận đói lớn, lại thêm yêu tặc dấy lên, vua cha vừa mới mất, yêu khí càng thêm tắc quái. Hơn nữa sau 8 tháng hạn hán, quân dân ốm đau dịch bệnh, thật là khốn khó trăm điều. Vua càng thêm buồn giận. Quốc sư Mansa mới 18 tuổi, là người thông minh, mẫn tuệ, giỏi thuật âm dương, tâu vua rằng: xin hoàng thượng cho đào mã Giê-xu nhặt lấy xương cốt cùng với giá câu rút, đinh sắt, mũ gai của hắn đem đốt để hủy cho hết linh thiêng. Một mặt xuống lệnh bắt giam cha mẹ hắn để trị tội. Chiếu vua truyền đến, dân chúng đưa đường cho quan quân tới nơi thì thấy hang mộ không, lại cho tìm giá câu rút thì dân địa phương nói rằng trên núi Gogotha có nhiều hình cụ sử tử vẫn vứt bỏ đấy, không ai dùng đến. Chỉ cách đây 4 tháng có hai người ăn mày nói vì bọn họ nghèo khổ cùng cực quá, xin cho nhặt lấy thanh gỗ ấy để bán cho người ta làm củi. Quan quân tầm nã đến nhà Giê-xu ở Nazaret thì chỉ thấy bốn vách móc nên không thấy tang tích gì. Sự việc tâu lên vua Agrippa cả giận nói rằng: tên yêu tặc này thật xảo quyệt, nham hiểm. Rồi vua hạ chiếu cấp bách truy nã các môn đồ của Giê-xu đang ẩn trốn tránh. Dân chúng kẻ nào giấu giếm bao che bị tru di ba họ. Lại truyền cho các quan trấn thủ bất chợt phải đem quân đi bao vây các làng tả đạo, hễ bắt được thầy tu thì đem chém ngay, khiến cho dân cả làng tả đạo phải kinh sợ. Lệnh truyền đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa bắt được tên nào. Vua lại hạ chiếu truyền rằng: nay còn 6 tên yêu tặc lén lút trốn tránh, hễ ai bắt được một tên thì được thưởng vàng 50 lạng, được ban quan tước vào hạng chim phượng, sau khi chết được phong làm thượng đẳng quốc thần, được lập đền thờ ở làng. Từ đó quyền hào các nơi vua đua nhau thám thính lùng sục nhưng vẫn không bắt được tên nào. Mấy tháng sau, Giê-xu lại đem quân Lâm-bô đến khiêu chiến. Vua hạ chiếu truyền cho 23 đại linh sơn thần đem quân dàn trận chặn giặc ở ngoài cửa Bắc Kinh Thành. Một mặt truyền cho dân các làng thờ thần đều lập bàn thờ, đặt bồn hương rước lộng thần cùng các áo mũ kiếm kích của thần đi bộ hộ tống ở đằng sau. Vua Agrippa lên lầu cao duyệt trận, địa thấy hương khói ngùn ngục lan tỏa, cuối cùng bắt vọt lên mây như chiếc cầu vồng, hồi lâu không lay động, ngọn lửa tỏa sáng khắp bốn phía.
Đình thần tâu rằng: Trận này xem chừng quân lính có phần lo sợ. Ngờ Giê-xu quả đúng là con Chúa Trời. Xin hoàng thượng dự liệu cách trấn an. Vua Agrippa bèn phỏng theo phép của thống binh Đô Sa Nùng, sai treo trước ngầu lự một lá cờ lớn có đề chữ Thiên Chúa Agrippa. Các sơn thần vân mệnh hiện ra trên không giữa ba ngày. Tàn vàng cao vút, nghi vệ đường đường. Mỗi thần đều cưỡi một con ngựa quý, lúc ẩn lúc hiện giữa các tầng mây. Thần binh đều mặc áo đỏ, ứng rực cả cánh đồng. 10 vị pháp sư cầm gậy nhét miệng chú bắt quyết đốc thúc các đạo binh tiến lên trước để thừa cơ xông trận. Đô Sa Nùng làm phép yểm tà bằng cách lấy máu chó bôi lên thấp đón trận. Trương Cờ đại tướng đốc thúc quân lính tiến về phía các tướng môn đồ của Giê-xu đang cầm ống sắt thổi lửa xuống đằng xa. Phía bên quân Lâm Bô của Giê-xu, đạo quân phía đông mặc áo trận màu đỏ, cầm giáo đỏ, cưỡi đám mây xanh. Đạo quân phía tây đội mũ trận màu bạc, trương cờ trắng, cưỡi mây vàng. Đi đầu là hai đội quân cung tên ngồi trên giải mũ xanh, tiếp theo sau là hai đội quân cầm giáo dài, cưỡi mây trắng. Giê-xu che lọng ngồi trên đám mây đỏ ở chính giữa, đầu đội mũ triều thiên, mặc áo thụng tính hạt cườm, tay trái khua cờ lệnh, tay phải cầm gậy bạc. Từ xa trông thấy lá cờ hiệu đề chữ Thiên Chúa Agrippa trên lầu thánh, trên lầu thành. Giê-xu cả giận quát rằng: Ngươi có phép gì, thiên gì mà dám tự xưng là Thiên Chúa thần linh? Đô Sa Nùng cũng đáp rằng: Thứ mi có uy linh gì mà khi còn sống dám tím xưng danh hiệu? Giê-xu không đối đáp được, bèn phát cờ lệnh thúc quân xông thẳng xuống lầu ngự của vua Agrippa. Lầu ngự bỗng nổi trống lệnh, tên bắn lên trời tới tấp như mưa. Giê-xu không thể áp xuống được, đành phải lượn vòng từ trong ra ngoài. Các sơn thần thấy quân Lâm Bô đánh áp vào lầu ngự, vội từ phía sau lướt tới. Cả ba mặt đánh xuống cùng một lúc, quân Lâm Bô của Giê-xu kinh hoảng tan chạy. Môn đồ của Giê-xu cưỡi xe mây chi đường đón đánh. Các sơn thần cũng chia quân độ bổ quay. Quân hai bên giao chiến, tiếng hò reo vang trời. Sáu tướng của Giê-xu lượng sức không chống nổi, chỉ một lúc sau phải tìm đường tháo chạy rồi đột nhiên biến mất. Bỗng thấy các bồn hương thờ sơn thần bày giữa đồng xoay quanh xoay tròn chạy chụm vào nhau, gươm giáo dựng ngược chỉ lên trời. Chỉ trong chốc lát đổ vỡ mất 10 bình hương. Dân chúng các làng vung gậy thúc trống đuổi theo, gặp lúc các sơn thần cũng vừa kịp đến tiếp ứng. Đô Sa Nùng dẫn quân đuổi theo mà bắn. Giê-xu ngồi trên mây quát: Ngươi là ai mà dám đương đầu với ta? Đô Sa Nùng lớn tiếng quát: Ta chính là kẻ dạo nọ đã đâm thủng ngực mi. Giê-xu cả giận, lại đốc thúc đội quân tùy tòng đánh xuống để giết Đô Sa Nùng. Bọn quỷ binh đến gần ngửi thấy mùi máu chó tanh tợn, không dám xuống, đành chịu đứng khựng giữa lưng chừng trời. Đô Sa Nùng thấy đội quân ấy đều có đuôi chim, bèn hô lớn: Bắn chết bọn quân thiên thần đi, bắn chết bọn quân thiên thần đi. Đoạn truyền lệnh châm lửa bắn, tên lửa tới tấp bay lên như đóm. Bọn quân thiên thần hoảng sợ bỏ chạy. Kỳ binh của các pháp sư và thần binh của các sơn thần cũng vừa từ phía sau áp tới. Chỉ trong khoảng khắc, các đạo binh của các sơn thần và quân Lâm Bô của Giê-xu đều biến mất trên trời dưới đất, yên ắng như không có chuyện gì. Trận này dân chúng đứng xem chặt ních như nêm. Vua Agrippa đứng trên lầu cao chỉ thấy âm binh xoay vòng thấp thoáng ẩn hiện trong mây, giơ tay cười cả cười rằng: Thật là việc lạ xưa nay chưa có. Sau trận giao chiến, triều đình cho khao thưởng quân sĩ. Vua Agrippa hỏi Đô Sa Nùng: Nạn giặc này liệu đến bao giờ thì hết? Đô Sa Nùng tâu rằng: Quân lính của yêu tặc Giê-xu đều là những kẻ chết không phải do số mệnh được định trước, cho nên thường hay hung hăng táo tợn. Nhưng xem mấy trận giao chiến vừa rồi thì chỉ có đội quân ấy, ngoài ra không đáng kể. Những kẻ chết đúng mệnh thì ế ỏi không có nhuệ khí, Giê-xu không thể điều khiển được chúng. Đó chẳng phải ai khác ngoài những kẻ bị hành hình
từ trước đến nay ở núi Golgotha. Xác chết phi mệnh trọng trách lâu ngày, cho nên mới hiện ra như vậy. Thần lại đã lo trước rằng bọn này sẽ dễ sanh biến. Vì vậy khi hành hình sáu tên môn đồ của Giê-xu, thần đã phanh thay cho chó ăn thịt, đập nát xương vứt xuống sông là cốt để cho bọn chúng mất bớt đi linh thiêng. Cho nên bọn chúng mỗi khi lâm trận thường bỏ chạy. Vì vậy thần mới liệu đoán rằng bọn sáu tên ấy cũng sẽ tác yêu tác quái được bao lâu nữa. Chỉ có tên Giê-xu đã làm phiền hoàng thượng phải lo nghĩ. Từ đó cứ 10 ngày Giê-xu lại dẫn yêu binh đến quấy phá. Tướng sĩ canh giữ cẩn mật nhưng cũng chỉ vu vơ bắt gió mà thôi. Dịch bệnh vẫn lan truyền, dân chúng không ngớt bàn tán những lời phao đồn sằng bậy. Vua Hê-rô-tê Agrippa rất lo lắng, bèn hội họp các đại thần để bàn bạc. Quan tả thừa tướng Mine tâu rằng: quân Giê-xu thế lực hùng mạnh, tuy chỉ có bấy nhiêu nhưng một địch được vạn, hung ác nhưng bọn giặc ngày này xưa nay chưa từng nghe nói. Nay thần xin hoàng thượng hạ chiếu truyền cho các sơn thần trong cả nước, không kể lớn nhỏ, đều phải đem quân đến hội để bắt cho được yêu tặc Giê-xu. Sau khi tan giặc, ai nấy đều sẽ được vẻ vang, gia thăng phẩm vật. Như thế để xem yêu tặc giỏi thoát lối nào. Lại xin hoàng thượng truyền chiếu cho thiên hạ biết, ai hiến được kế lạ thì người được phong quan cao chức trọng, quỷ thì được phong phúc thần. Vua Agrippa khen phải, bèn sai thảo chiếu như lời. Từ đó các thần bốn phương đất nước cả mừng lũ lượt đưa quân về kinh triều cận. Đã có chuyến chiếu truyền, các thần binh đến nơi thì cho lên đường đi đánh ngay. Rồi đó vua ban tiệc lớn cho các thần. Từ đó dân gian khắp nơi nhìn lên trời, bất chợt thấy những trận giao chiến không rõ thắng bại, bên nào thật bên nào giả cũng không phân biệt được. Một đêm vua Agrippa đang ngủ, thấy một nữ thần nhẹ nhàng bước vào sụp lạy. Đi theo nữ thần là 10 thị nữ, tất cả đều mặc áo đỏ tay hồng. Nữ thần tâu rằng: thiếp là nữ thần ở núi nọ, nghe chiếu truyền xin đến dân kế đánh yêu tặc. Nói đoạn bưng chiếc hộp xà cừ lên dân. Trong hộp có 6-7 thỏi nhỏ, một thỏi là diêm tiêu, một thỏi là hoàng tiêu, một thỏi than đen, một đoạn ống sắt và một hòn đạn sắt. Nữ thần nói tiếp: ở núi thần có rất nhiều những thứ này, trộn lẫn mấy chất đó nhồi vào ống sắt mà đốt thì phát ra tiếng nổ như sấm, khói bốc khét ngẹt khiến cho khí ác không thể ngưng tụ được. Rồi đó nữ thần nói rõ cách thức điều chế thuốc đạn, cùng là cách chế tạo pháo thăng thiên và súng phun lửa. Nữ thần lại xin nhà vua cho đốt rụi ngọn núi ở Giê-xu chết và thiêu hủy hang mộ Giê-xu, khiến cho linh hồn Giê-xu phải tan tác. Vua Agrippa hứa làm theo lời tâu của nữ thần. Sáng hôm sau, vua ngự triều sai người đi đốt núi Golgotha và phá hủy hang mộ Giê-xu. Vua lại sai người tìm đến ngọn núi nữ thần đã nói, quả nhiên thấy một ngôi đền nhỏ, trong đền có mấy cái hang, rất nhiều diêm tiêu và hoàng tiêu. Đào lên lại thấy một chiếc ống sắt lòng rộng bằng cái đấu, dài 4 thước, bên trong có nhiều lỗ nhỏ. Quân lính bèn nhặt lấy đem về. Vua Agrippa sai người theo đúng lời dặn của nữ thần để chế 50 cổ súng lớn nhỏ, điểm họa bắn thử, quả nhiên phát ra tiếng nổ ầm vang như sấm động. Các đồ dùng sành gốm rung chuyển vỡ toang. Lại thử pháp thăng thiên, vừa châm mồi cả ống lửa liền bay vọt lên trời phun lửa ra như mưa. Thử tiếp súng phun lửa, mồi châm xong đạn lửa bay ra như sao. Người đời sau đó loại súng bắn bay lên trời khạc lửa là bắt đầu từ đó. Đến đời vua Lý Tông, phép chế súng truyền ra ngoại quốc từ đó ở Trung Hoa mới có. Các phép thuật đã đầy đủ, người ngoài không hay biết. Vua Agrippa bàn triệu 4 vị thần có danh tiếng vào triều căn dặn những lời, những điều cơ mật. Chỉ trong chốc lát đã thấy 4 vị thần mặc áo vàng,
Đi Hy Hồng hiện ra trước ngự tọa. Cú truyền: nay quân ta có súng thần công trợ chiến, các thần cần báo cho nhau biết, cẩn thận chớ kinh sợ. Trận chiến sắp tới, các thầy các thần hãy dàn quân ba mặt, giả vờ đánh thua, từ từ lui chạy, dụ cho yêu tặc đuổi theo, chạy đến ngọn núi Đông Lâm Liệt. Các đạo quân gặp nhau mai phục dưới chân núi, cải dàn che giấu các hỏa pháo và sao pháo để cùng lúc nổi lên chặn đánh, bắt bọn yêu tặc Giê-xu chính ở trận này. Bốn vị danh thần quái lại văn mệnh rồi biến khuất. Giê-xu lại dẫn quân đến khiêu chiến, đứng giữa không trung quát to rằng: mau lập đền thờ cúng thầy đạo ta, bằng không phen này cả nước ngươi phải chết. Đô Sơn Hùng vẫy cờ lệnh cho Âm Dương binh tiến lên. Một tiếng thanh la vang dậy, vô số lộc thần vụt ra khỏi mây lấp ló đầy trời không đếm xuể. Chỉ nghe tiếng gươm giáo chạm nhau lanh cảnh, lanh lảnh bóng cờ phần Phật tung bay, khi chụm lại, khi chụm khi tan, lúc ẩn lúc hiện, các thần song sát quyết chiến, trong quân bên dưới một lòng. Trên mặt thành quân lính nổi trống khu chiên, khu phèn đinh tai nhức ốc. Giê-xu chống trái đỡ phải, cờ đỏ rập rờn uy phong lẫm liệt. Bên quân của Đô Sơn Hùng âm binh bị vây hãm, sách ngựa chạy về thành. Mười pháp sư làm phù phép đốc thúc nhưng không thể xua chung tiến lên. Bỗng thấy Giê-xu vẫy cờ xám, lập tức lửa ngọn lã tả rơi xuống như sao, thiêu cháy lọng vàng của các thần. Quân Lâm Bô giáo mát tua tủa xung đánh các thần nhỏ, các thần nhỏ không chống cự nổi đều lăn nhào xuống đất. Quân Lâm Bô cả tiếng gào thét quát hỏi: các thần kia đã biết tài của con chú trời hay chưa? Các vị thần lớn vội quạt gió thổi mưa dập tắt các ngọn lửa cháy lòng. Thấy các thằng nhỏ thua bại, các thằng lớn nhất tề xong đến tiếp cứu. Giê-xu hô lớn: kẻ nào không chịu tiến thì chém. Rồi nói quân Giê-xu từ hai phái ấp đánh kinh thành, khắp nơi sương mù vàng vỡ ợt. Chỉ nghe tiếng trống phần phần không rõ phát từ đâu, trời đất cũng tối sầm. Đôi bên vẫn chưa phân thắng bại, ông thấy một đội quân thiên thần ào tới quần lượt trên trời. Gặp lúc một đội thiết diện quân vừa kéo đến xung kích, xông vào giao chiến, quân thiên thần thua chạy. Rồi đó một vị sơn thần từ trên trời cưỡi ngựa hạ xuống báo với Đô Sơn Hùng: thần tôi vừa đi do thám về, thấy yêu tặc Giê-xu có 6 đội quân ở đằng xa, mỗi đội đều trương một lá cờ lớn đầy chữ Vít Vô là giám mục, thân thế rất hùng mạnh. Lại thấy người dân gian giáo đồ tả đạo phần nhiều điều theo bọn chúng, ngửa mặt nhìn lên trời mà vái lại xin hướng tướng quân tìm cách trấn an lòng người. Lúc ấy Đô Sơn Hùng đang ở trên lầu thành cửa đông, vội sai ngay 6 lá cờ đỏ, mỗi cờ cũng đều chữ Vít Vô. Rồi đó Đô Sơn Hùng sai người truyền loa gọi các thần ở trở về đón cờ đem đi. Thế là 6 ngọn cờ đỏ bay vút tận mây, dân chúng nhìn lên ai nấy đều trầm trồ cho là kỳ lạ. Giữa lúc giao chiến đang hăng, hai bên đều muốn cho quân lui nghỉ, chợt có một vị thần mặc áo vàng xông đến quát lớn: một trận thấy anh hùng. Thế là quân hai bên lại xông vào hỗn chiến, chỉ thấy màu đỏ màu đen nhào lượn lên xuống, tiếng bào phất phay, cờ đỏ rập rờn ngang dọc. Bỗng nghe một hồi trống đại, không rõ hiệu trống của bên nào. Sau khoảnh khắc thấy 6 đội quân ào ạt lướt tới, mỗi đội đều trưng cờ hiệu Vít Vô. Đô Sơn Hùng nghe dứt tiếng trống bèn cầm loa truyền lệnh: các Vít Vô bên ta nghênh chiến. Lệnh vừa dứt bỗng thấy 6 lá cờ đỏ cùng các trương lên, cùng lúc trương lên, quân hai bên xông vào hỗn chiến dẫm đạp lên nhau, không phân biệt được quân Vít Vô bên nào nữa. Bỗng thấy Giê-xu hiện ra phất cờ hiệu đuổi theo, đầy trời chớp lóa, thần binh sợ hãi bỏ hàng ngũ mà xô nhau tháo chạy. Các thần giả cách đánh thua lui chạy về dãy núi phía đông kinh thành, rồi dàn quân ba mặt chống giữ. Quân Lâm Bô hò reo: bọn thần binh tan chạy rồi, thần binh tan chạy rồi. Giê-xu được lướt thúc quân đánh vào kinh đô để vây tỏa hoàng cung, chẳng ngờ gặp sức kháng cự không phá được,
phải quay ra khiêu chiến với cả ba phía thần binh. Đang lúc do dự cầm chừng, bỗng từ ngửa lầu trên mặt thành vội vang ba tiếng trống, các khẩu súng mai phục dưới chân núi nhất loạt phát hỏa, sóng vàng chớp giật, súng lớn súng nhỏ nổ vang, khói trắng bốc lên mờ mịt. Sáu tướng vít vồ tái mặt, dúi dụi ngã nhào trong mây. Giêsu kinh hoảng bỏ chạy, quân Lâm Bô thấy vậy đều xô nhau tẩu thoát. Bỗng lúc ấy lửa pháo thăng thiên từ dưới đất vọt lên, quân Lâm Bô hoảng hốt lăn nhào xuống đất. Đôi xe nùng hô quân ùa tới chém giết, chỉ thấy áo rách tơi tả vương đầy mặt đất. Cả đoàn quân Lâm Bô của Giêsu mất hút, không biết biến đi đằng nào. Trong trận này, vua Agrippa cùng với các đại thần văn võ và các quan binh chỉ đứng trên mặt thành cầm quân đóng giữ, khu chiên giống trống trời chiến từ xa. Dân chúng kinh thành hò reo vang dậy, thật là một phiên hội mừng náo nhiệt. Chẳng bao lâu trở lại yên tĩnh, mây tạnh trời quang. Giêsu thua bại, dẫn tàn quân chạy về núi Gô-gô-tha, chỉ thấy tro bụi một bãi tro tàn, không sót một lùm cây ngọn cỏ. Giêsu cùng đám binh bãi binh dắt dìu nhau chạy, gào la mà chạy ra đến vùng núi cát, mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Bỗng thấy các thần dẫn quân đuổi theo gần kịp, đang tung lưới sắt bủa vây, Giêsu vội vứt cờ đỏ rơi mũ triều thiên, chạy bay về núi cửa ải, nấp trốn trong một hang sâu. Các thần tới nơi lùng sục nhưng không bắt được. Chợt có một con phượng hoàng xanh vút lên không bay về kinh đô, cất tiếng tâu rằng yêu tặc Giêsu chạy trốn vào núi cửa ải. Bọn thần đã đem đội quân tới lùng soát nhưng chưa biết rõ ẩn chỗ nào. Xin hoàng thượng nhân thời cơ ra uy trời đánh đuổi yêu tặc ra ngoài biên giới, nếu không y sẽ quay lại gây phiền nhiễu cho triều đình phải lo nghĩ. Vua Agrippa lập tức truyền lệnh cho Đô Sinh Nùng dẫn 3.000 pháo thủ và đốc thúc các đạo thần binh đi lùng bắt, đến hơn 20 ngày mới quay về. Từ đó Giêsu không dám lẻn về quấy phá nước Giu-đê nữa, khí thế thiêng liêng vì vậy cũng hao tổn mất 8-9 phần. Trong trận ấy, việc xuống thần thật là một mà sự là từ xưa chưa từng nghe nói. Cùng lúc bắn lên, thần binh của triều đình đã bị ngã mất đến nửa số. Nạn giặc Giêsu quấy phá quả nhiên trước sau phải mất đến hơn một năm mới dẹp yên. Lời tiên đoán dùng quỷ đánh quỷ, lấy hỏa trị hỏa cũng được chứng nghiệm. Các phần đánh bại quỷ binh của Giêsu cắt được thủ cấp hơn 3.000 sọt. Trở về đổ đóng ở cánh đồng ngoài kinh đô, binh lính và dân chúng tranh nhau chạy ra xem. Thoạt đầu thấy đúng là đầu người, hồi lâu nhìn kỹ thì hóa ra đều là xương đầu lâu. Vua sai xét nghiệm mới hay đó là xương sọ của kẻ tử tù. Trong triều ngoài quê bây giờ mới biết âm hồn của những kẻ chết không phải do số mệnh ở núi Gô-gô-tha bị Giêsu lôi kéo, thế nên mới biết mới liều lĩnh hung hăng như vậy, nay bị các thần chém đầu phải hiện nguyên hình như cũ. Đô Sa Nùng ra lệnh hỏa thiêu để diệt trừ băng khí. Vua Agrippa vì chuyện Giêsu giấy yên binh hại nước càng căm ghét tả đạo, truyền chiếu lùng bắt bọn vít vồ lãnh trốn trong càng gấp hơn. Tả thừa tướng Mine tâu rằng từ nay nên cấm hẳn, không cho dân ngu năm huyện thờ tả đạo nữa. Vua lại hỏi thống binh Đô Sa Nùng phải làm cách gì để ngăn cấm. Đô Sa Nùng tâu: dân bị mê hoặc đã lâu, phải có phép thật nghiêm mới sửa được. Nay ta phải dùng phép của hắn mà trị hắn thì công việc đỡ phiền phức mà có hiệu quả. Thần được biết Giêsu cấm người ta không được gọi đạo ta là đạo chính, và không được gọi thầy cả là ta là thầy, chỉ dành những tiếng ấy để xưng hô với hắn mà thôi. Bọn vít vồ đi đến đâu, dân ngu đều rải chiếu kín đất mà đón rước. Những kẻ phú hào dẫn dân binh vác gậy đỏ xếp hàng hai bên đường nghênh đón. Bọn vít vồ ngồi xe son dây lọng vàng, đàn ông đàn bà đều cầm nến sáp đi theo hoặc quỳ lạy ngãn đường.
Gia trẻ thấy điều tung hô hoan hỷ, xem ra bọn họ chỉ biết tôn kính Victor mà khinh miệt quan lại của triều đình. Bảo triều đình là quân vô đạo, bảo các thầy cả, cả đạo ta là những kẻ phép ngụy. Đại khái bọn chúng mê hoặc lòng người, coi khinh phép nước như thế. Hơn nữa chúng rao giảng toàn những điều có hại đến luân thường. Nay xin hoàng thượng cho đổi cách xưng hô, gọi các cố đạo là thầy cả đạo chính, nắm quyền ngăn cấm tả đạo. Như thế công việc thưa giãn mà phép tắc được nghiêm hơn, phép tắc được nghiêm hơn. Nếu cứ để như trước thì e rằng bọn nha lại thăng tham tiền của đúc lót thả lỏng cho bọn thầy tu tả đạo coi thường phong tục. Cần phải đặt lệ thưởng to phạt nặng, kiên trì vài 40 năm trở lên thì mới có thể uốn nắn bọn chúng trở về chính đạo. Vua Herote Agrippa nghe xong họ lo ngại phán rằng: cha chả ghê thay, nghe hiểm tâm gan ngạnh, tay trẫm sẽ nghiêm cấm truyền cho con cháu vạn năm không được nới tay. Rồi đó vua truyền lệnh lập sổ ghi tên dân tả đạo các làng trong nước trình lên để xem xét, đổi gọi cố đạo các làng là thầy cả đạo chính. Tờ chiếu đại lược viết: bọn các ngươi tiêm nhiễm yêu ngôn đã lâu, nay lại khinh miệt cha ông khi còn sống thì không nuôi dưỡng, không cung kính, đến khi chết thì đào huyệt chôn sâu, không thờ cúng, không xót thương. Tuy gọi là loài người mà lòng dạ thật đúng là loài chó lợn. Nay chậm truyền đổi tên cố đạo gọi là thầy cả đạo chính, coi giữ phong tục các làng, một mặt đặt ra những điều lễ mới, ghi rõ cho mọi người đều biết như sau. Điều 1, cả cố đạo trước đây từ nay đổi gọi là thầy cả đạo chính. 2, điều 2, chức thầy cả đạo chính ở mỗi làng lớn đặt 3 người, làng không lớn lắm đặt 2 người, làng nhỏ đặt 1 người, được cấp lương ẩn có phân biệt các mức nhiều ít khác nhau. Điều 3, dân tả đạo mỗi khi có việc tan ma chung cấp đều phải đến trình để thầy cả đạo chính đích thân đến kiểm soát và chỉ bảo cho cách thức làm đám tang đúng theo phép nước. Điều 4, dân tả đạo mỗi nhà đều phải lập một bàn thờ viết thụy hiệu tổ tiên từ 5 đời trở xuống mà thờ phụng. Điều 5, dân tả đạo đến ngày giỗ cha ông tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà giàu nghèo mà soạn lễ cúng, nhất thiết phải trình là để thầy cả đạo chính và trưởng ấp đến tận nơi xem xét. Điều 6, các hương trưởng phải phân bổ cho dân tả đạo các nhà theo hệ lệ đóng góp vào việc thờ cùng thờ của làng. Điều 7, viên hương trưởng nào mà phụ họa làm theo dân tả đạo thì bị xử trảm ngay. Điều 8, dân tả đạo khi làm lễ cưới thì cả hai vợ chồng đều phải lạy bàn thờ tổ tiên, nhà vợ cùng là lạy sống cha mẹ vợ, sau đó mới đón dâu về nhà chồng. Về đến nhà chồng thì phải lạy bàn thờ tổ tiên nhà chồng cùng là lạy sống cha mẹ chồng. Điều 9, ai cáo giác bắt được bọn đồ đáng yêu đạo thì được ban phẩm hàm quan tước, sau khi chết được phong phúc thần như đã nói trong chiếu chỉ năm ngoái. Điều 10, dân tả đạo kẻ nào không tuân theo những điều khoản trên đây thì thầy cả đạo chính và hương trưởng bắt phải dẫn lên qua trên xử trảm cả vợ lẫn chồng. Điều 11, thầy cả đạo chính kẻ nào tham tiền của đúc lót mà ngấm ngầm làm về theo việc cả tả đạo thì bị khép tội bất trung với mệnh vua xử trảm. Điều 12, thầy cả đạo chính và hương trưởng nếu dốc lòng nghiêm cấm tả đạo và sửa đổi cho dân tả đạo trở lại quốc tục thì sau khi chết được phong làm thần làng. Điều thứ 13, khi thầy tả đạo chính được sắc ban về làng, hết thảy dân tả đạo đều phải sửa soạn xe son lọng vàng, cầm gậy đỏ và đèn xếp hàng hai bên vệ đường nghênh đón. Điều 14, thầy cả đạo chính và hương trưởng nếu không may bị thiệt mạng trong khi thừa hành chức vụ
thì lập tức được gia phong. Triều đình sẽ bổ ngay người khác đến thay thế. 16. Điều thứ 16, kẻ nào cất giữ quần áo, chuỗi hạt, tranh ảnh, sách vở của yêu tặc, hạn trong một tháng phải đem đến nộp cho tất cả đạo chính và lương trưởng, hương trưởng để chuyển lên quan trên thiêu hủy. Sau khi hạn đó, khám xét thấy kẻ nào còn cất giấu thì xử trảm. Dân tả đạo từ trước chỉ tôn kính Giê-xu cùng các vít vồ, đến nay nghe lệnh truyền xuống ai nấy đều sững sờ, buồn thiêu, lo sợ, bị đày xuống địa ngục. Bọn họ bàn tán với nhau, không biết làm thế nào, nhưng vì sợ phép nước, ai nấy đều phải tuân. Đúng chiếu thư, các thầy, cả đạo chính, thấy điều thì đều mong được phong thần, cho nên càng dốc lòng nghiêm cấm đạo. Cứ như thế trong khoảng 20 năm mới dẹp được tập tục tà giáo. Xét việc bài trừ tà đạo ở mức ở nước Giê-xu, Giu-đê, bất cứ điều gì cũng đều phải tuân theo phép của Giê-xu mà pháp thuật của Giê-xu. Chẳng hạn việc đề chữ trên cờ hiệu đổi gọi cố đạo là thầy cả đạo binh chính, cũng là lễ phong thần bổ nhiệm người thay thế để duy trì phép tắc cho nghiêm, vân vân. Cách thức trấn áp những kẻ mù quáng như thế thật là rất chịu, đúng là vỏ quýt dày, cỏ móng tay nhọn. Vậy ngày nay bọn Tây Dương cũng phải vẫn sợ những phép ấy. Sau khi dẹp xong yêu tặc, vua Agrippa xuống chiếu đại xá thiên hạ, chỉ trừ 6 tên giám mục môn đồ của Giê-xu. Bây giờ trong triều ngoài nội người ta đều cho rằng bọn chúng đã cải tà quy chính, tuyệt hẳn không dấy lên nữa. Nhưng chỉ một năm sau, trong dân gian có viên quan áp và tên là Lama Mala cùng với người làng Tony tên là Anh Ga bắt được một thầy tu tả đạo tên là Minh Nghi, lại viên quản giáp tên là Nô Tư bắt được thầy tu giả đạo tên là Tuân Tê. Cả hai đã gái mới ngoài 20 tuổi. Bây giờ hai gã đều khả giả dạng làm thầy lang đến chữa bệnh ở hai làng kia. Hương trưởng lấy làm ngờ, dẫn tuần đinh bắt giữ xét hỏi: có phải ngươi là thuộc hạ của bọn vít vồ hay không? Người ta đồn rằng nếu hai gãi là bề đảng quỷ đạo thì thế nào chúng cũng cho cãi. Đáng ngờ hai gã kia tự nhận là đúng. Thế là cả hai liền bị dẫn nộp lên tổng trấn. Quan tổng trấn tâu báo về triều vua Agrippa cho lệnh giải về kinh. Tra khảo đầu đuôi, hai gã ấy mới phải khai rằng cả 6 môn đồ của Giê-xu đã trốn sang Tây Dương, lập thêm bọn chúng tôi làm thầy cả, tất cả là 54 người, bảo ở lại lén lút trà trộn trong dân gian. Lại căn dặn rằng các ngươi phải vững lòng tin rằng chờ ngoài 10 năm 50 năm nữa kẻ kia sẽ dễ sống là đại được nghìn tuổi không chết hay sao. Nó chết thì con nó nói ngôi, hoặc giả đó là kẻ ngu tối, hoặc là gặp nhiều sự cố rắc rối, hoặc sẽ bị người của đạo ta trừ khử đi, vân vân. Do đó mà bọn chúng không lưu ý đến việc cấm đạo nữa. Các ngươi còn trẻ, đến lúc ấy khoảng 6-70 tuổi chắc là chưa chết hết, ít nhất cũng còn 1/3 sống sót. Lúc bấy giờ các ngươi sẽ bí mật lập đạo, cùng nhau đi thuyết dụ dân chúng, há lại không dụ được vài 300 nhà hay sao? Cứ đà ấy nhen nhóm gây dựng, dần dần mà trỗi dậy. Lúc ấy bọn ta đã già yếu rồi, cho nên đã dặn trước để các ngươi nghe ngóng thăm dò. Bốn phương tìm nhau tụ hội lại dần dần thì giáo dân hai nước cũng như con một nhà vậy. Như thế bọn chúng nó làm gì được Chúa Giê-xu của chúng ta? Nghe lời khai của hai gã thầy tu, vua Agrippa cả kinh đập tay xuống phán rằng: bọn giặc này thật ngang ngạnh cứng đầu, đúng như tổ sư của chúng vẫn nói
là trên dưới một lòng vững chắc, vững như sắt đá. Kẻ trước chết, người sau tiếp. Liền đó vua sai ghi họ tên quê quán của bọn thầy tu Tả Đạo 52 tên còn lại, đem niêm yết khắp nơi để lùng bắt. Một mặt sai quân tầm nã đến tận quê quán của từng tên, bắt chậm giam gia quyến và tịch thu mọi thứ lễ phục, giấy tờ bằng sắt. Lệnh truy lùng Tả Đạo càng gắt gao hơn trước, đến nỗi đàn bà con gái nhà giàu thường có những chuỗi ngọc trang sức, nhưng đều phải tháo rời ra, chẳng ai dám đeo, vì sợ người ta ngờ là chuỗi của chuỗi con niệm. Chuỗi con niệm này hôm nay đã biến thể thành là chuỗi măng côi. Đồ đạc dụng cụ trong nhà, những thứ gì đó hình dáng chữ thập cũng đều phá hủy hết. Những ai trùng tên với bọn thầy tu đang bị truy nã đều xin đổi tên. Rồi đó Tả thừa tướng Mine theo lời của Đô Sanh Nùng sai trói ngược hai tên thầy tu giả tạo, giả đạo Tả Đạo vào bỏ tre khô, tưới dầu châm lửa đốt cháy, đốt cho cháy rồi thành than. Lúc đổ xuống sông còn lòng ruột không cháy thì vứt cho chó ăn. Một mặt ban ngay sắc phong sinh thần và lập đền thờ sống cho những người đã có công bắt giữ yêu tặc. 52 tên môn đồ Ngụy Đạo nghe tin gia quyến bị bắt tống ngục, trong vòng 3 năm đều lục tục ra đầu thú. 20 tên quá sợ hãi xin hoàn tục về nhà lấy vợ, bèn triệu quản giáp, thầy cả và hương trưởng đến bà bảo lãnh cho về, đều làm đúng lời hứa lấy vợ ở yên tại quê nhà. Còn lại 22 tên vẫn bền lòng không chịu bỏ đạo. Vua truyền theo phép cũ, đem thiêu sống đổ tro, vứt ruột cho chó ăn. Hồi bấy giờ ở nước Giu-đê, số người bị dụ dỗ theo Tả Đạo chỉ mới trong phạm vi 5 huyện, nhưng cũng chỉ rải rác, không phải toàn tộc. Đến khi quan quân bắt hết 6 môn đồ của Giê-xu rồi ra lùng bắt bọn 54 tên vừa nói, thì pháp lệnh của triều đình cấm Tả Đạo được nghiêm khắc tuân tòng. Người ta đều tưởng rằng dân Tả Đạo trong 5 huyện đã kinh hồn vía, kinh hồn bạc vía, nhưng 24 năm sau bỗng có tin người làng Sana bắt được 3 thầy tu Tả Đạo tên là Nicola, Jebeso và Timon. Ba người này lẩn trốn trong hang núi đã hơn 1-2 năm. Dân làng thấy bọn họ ở độc thân không lấy vợ, lấy làm ngờ, bèn bắt nộp quan trắng quả nghiêm đúng như sự thật, dẫn áp về kinh. Vua Herote Aripa càng thêm kinh lạ. Đến khi tra khảo duyên cớ tại sao sống độc thân, thì Nicola và Jepenso đều khai là vì nhà nghèo không dám lấy vợ. Còn Timon thì nói là bị bệnh lao nên cha y bảo đừng lấy vợ thì sống được lâu hơn. Vua Aripa quát rằng nói láo cả, chẳng giống tính người, cứ giao xuống cho tra khảo chết bỏ. Bây giờ bọn Jepenso mới chịu khai, bọn chúng tôi không phải là thầy cả, mới chỉ là môn đồ do các giám mục lập sẵn để tiện trao chức về sau. Giám mục dặn kín chúng tôi rằng nếu 54 thầy cả đều chết hết thì bọn các ngươi tất cả 50 người hãy cầm lấy bằng sức tự lập làm thầy cả để thay thế. Vua Aripa cả sợ nói rằng cha chả, bọn bay gốc sâu rễ bệnh. Nói đoạn hạ lệnh tịch thu hết bằng sắt và các thứ đạo phục. Tờ sắt đại khái viết như sau: Thiên Chúa Giê-xu ban sắc truyền rằng thầy cả trước đã chết, nay trao chức cho khanh thay thế, khanh hãy dốc lòng vỗ về khuyên bảo dân chúng, ngày sau khi qua đời cho khanh cùng được thiên liên. Lại có đoạn nói thầy cả nào được vít vồ tổng giám mục, nào truyền chức để mang tên vít vồ ấy, như vậy là để khi sống gọi tên mình là nhớ đến đạo, khi chết rồi thì theo linh hồn của vít vồ mình để cùng được thiên liên. Vua Aripa lại càng kính lạ nói rằng bọn giặc năm xưa chỉ nói 54 tên, không thấy khai rõ bọn này. Dữ liệu dặn dò nhau từ trước mưu mô bọn này thật xáo quyệt, hiểm độc biết bao. Tuy vậy bắt thêm được một đồ đảng của yêu tặc, ta lại có thêm một phép mới để trừng trị bọn chúng. Rồi đó vua sai biên họ tên quê quán và của bọn thầy tu dự bị 45 tên còn lại,
truyền đi cho các địa phương truy nã. Bấy giờ 47 tên thầy tu dự bị vẫn sống ở quê quán, nhưng dân làng chẳng ai hay biết, chỉ thấy làm lạ là bọn ấy đã lớn tuổi vẫn không chịu lấy vợ mà thôi. Đến khi bọn chúng bị bắt thì mới vỡ lẽ, chiếu vua truyền xuống, những kẻ thú tội chịu lấy vợ đều được tha. Giao cho thầy cả đạo chính và hương trưởng bảo lĩnh giám sát như đã nói trước. Trong số đó chỉ có 5 tên trước sau vẫn không chịu bỏ đạo, đều bị tử hình như đã nói. Một mặt cũng phong tặng cho người làng Sana như đã hứa trước. Vua lại xuống chiếu truyền rằng dân chúng ai có việc đi tâu đi đâu cần phải có giấy thông hành cùng với tờ cam đoan rằng mình không phải là dân tả đạo. Ai không có giấy tờ thì giao cho trưởng ấp nơi đến trú ngụ giữ lại xét hỏi. Sau đó lại có chiếu truyền hạn trong một năm, đàn ông đàn bà trong nước từ 20 tuổi trở lên nếu không lấy vợ lấy chồng đều coi như đồ đảng của yêu tặc. Sao cho trưởng ấp đem trác đến bắt không tha, dân chúng đều lấy làm lo sợ, chẳng người nào dám ở độc thân không lấy vợ lấy chồng. Từ đó cái rễ của gia tôn mới dừng lại không bán được tắc nào. Trước đó dân tả đạo trong năm huyện tuy bề ngoài vẫn tôn phụng thầy đạo ca chính, nhưng trong lòng vẫn mong ngóng trong đời, thường kiếm cớ đi xa để lén lút xin chịu phép ngụy đạo. Nay thấy các vít vồ đã chết hết, thầy cả ngụy đạo đều bị dẹp láng, vĩnh viễn không có ai dám đứng ra làm phép giải tội, phép cưới, phép sức dầu, phép phụ bánh thánh, vân vân. Đến bây giờ dân tả đạo mới chịu răm rắp tuân theo phép nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau mình sẽ làm tiếp tục phần thứ 6.